Hello nha em, chào mừng cả anh em đến channel của mình nha. Hôm nay mình lại mượn được cái app của bạn Sơn bên CVS13 anh em ơi. Bạn ấy là chùm cày chay rồi, với cả chùm may mắn luôn. Đợt trước mình review cho anh em xem qua cái team điện của bạn rồi ấy. Hôm nay thì có một cái điều đặc biệt, đó là chính là bạn ấy có một con Mewtwo nha, Mewtwo Flash. Con này thành đắc Mewtwo rồi. Mạnh chua anh em, nhìn này. Tăng được lên đến 7 sao luôn, chiến lực lên đến 43.587 điểm. Bộ kỹ năng của nó thì khá là bá đạo, gây sát thương AOE. Wow, giáp đấu siêu linh anh em, ghê gớm thật sự. Mình sẽ review luôn cho anh em xem nha. Đợt này chiến lực của bạn ấy nâng lên nhiều phết. Bạn ấy chơi Mew, Mewtwo với cả bốn con điện, vẫn là team điện thôi, chủ chốt vẫn là team điện. Nhưng mà đợt này có thêm Mewtwo ấy, một cái nick cày chay VIP không 100%. Mình nghĩ chắc có khi là mạnh nhất Việt Nam rồi, mạnh nhất ở con game này luôn rồi. Nhân phẩm dã man. Số tầng vẫn đang giữ số tầng 10 này. Có vẻ như F13 cũng rất là nhiều tay to. 9 207. À không phải đâu anh em ơi, mà bạn ấy chưa đánh thôi. Thì là mình sẽ đi đánh nhau nha. Nhưng mà cũng có thể khả năng team điện so với những cái team còn lại nó không có chiều sâu ấy, nó sẽ bị những cái con Masadou, những cái kia nó gõ cho, những con rồng mà nó gõ này anh em này. Để mình test thử nha, cho anh em xem luôn. Đợt này vào thấy chiến lược của bạn ấy tăng nhiều lắm. Ừ, Masadou gõ gì mà yếu thế nhở? Thế thì chết, dài chu, lên đi bạn ơi. Giật. Wow, sao hai bên đánh nhau tả xung hữu đột nãy giờ mà chưa có ai nằm xuống vậy. Được, lần này mình sẽ thử cho Mew vào sân, Mewtwo vào sân. Tim điện giật ra bây giờ cảm giác không còn xịn xò như thế nữa nhở. Để sử dụng tia chớp điện đi. Có thể địch thủ chúng ta đã cứng hơn rồi. Đặc biệt là cái con Garchomp này nó sẽ rất là cứng. Cứng này chết. Giật không nhiều thì cũng phải chết. Cuối cùng cũng chết anh em ạ. Cuối cùng Mewtwo chưa được nâng cấp nhiều nên chủ yếu vẫn là anh Raichu gánh là team của bạn Sơn thôi. Nick cái chai VIP không này còn hơn khối lần mấy ông VIP VIP to to VIP 4. 269 được nhìn được chiến cơ mà. Vãi cả linh hồn luôn. Chiến luôn với ông top 4 này nha. Bạn top 3 cũng sử dụng team điện này anh em này. Điện nước. À, điện nước với bọ. Ui, con Raichu này à. 10 sao luôn. Raichu 10 sao anh em. Masadou kia có 7 sao chắc không ăn được. Dồn chết con ma này đi thì ăn được này anh em này. Cách auto lại đi đánh con tăng nhé. Hơi bị gà, nếu mà
máy nó tự động chọn đánh con đấy, đánh con Raichu thì câu chuyện lại khác. Nhưng mà để cái đội hình chống ngự cho con này đi đánh tăng à. Phá được khiên rồi, thằng này chết chắc với chúng tôi. Sốc điện. Mew too late. Đẹp luôn nha. Tầm này vào team thì chỉ đẹp thôi. Vẫn chưa góp ích được gì nhiều. Đao tâm linh hạn chế để rồi, hai phát giật điện nữa thì team bạn ngáp luôn. Pika. Ô sao đội bạn lại có khiên đấy anh em này. Khiên đâu ra nhỉ? Khiên này sợ chưa? Cho Mew vào để hồi năng lượng nhá. Mew vào đánh thường đi. Hồi năng lượng cho Raichu giật. Hồi cho Pika à? Không để ý lại hồi cho Pika anh em. Nó không sao. Điện này có khi là rất là sợ bọ này, bọ nó xúc xuống phát chết luôn. Điện chắc là sợ phần hỏa, hỏa với bọ máu ít mà. Tìm hỏa tìm bọ sấy giật cho thì đau đấy. Đấy, quay lại vị trí top 4 sẽ ra. Bây giờ có khi đi thách thức đánh một ván bạn top 3 đi. Chiến lực hơn mình tí thôi. Xem team nước điện như thế nào. Team kết hợp giữa nước điện bọ đánh đấm như thế nào. Mình là team phun điện nha. Còn team đội bạn là có sự kết hợp với nạp điện. Không biết team bạn có nạp tiền hay không, tí phải ra soi mới biết được, nhưng mà khả năng thấy đánh gớm đấy. Bọ này kinh đấy anh em ạ. Ấy da, bảo kê cho Raichu thôi. Ui rồi ôi, bọn nó xoáy kìa.
Không rồi, không ăn rồi. Chết được thì ngon. Hay. Có khi lật kèo anh em ơi. Nhưng mà đội bạn còn hai con nước cơ, hai con nước này cũng cứng lắm. Bây giờ phải làm thế nào giết chết được nó luôn nhỉ? Sốc điện. Mình lại không có hồi phục chứ. Hết hồi phục rồi. Con rồng kia nó tuy là khắc hệ nhưng mà nó xúc cho phát này. Sao nó xúc cho phát không? Ừ. Thế thì mình xin. Đấy, phải lên top 3 chứ anh em. Raichu gánh như là thần luôn. Xui. Quá đỉnh, quá đỉnh, quá đỉnh, quá đỉnh. Để xem mà xếp hạng ông top 3 nào. Ông top 3 VIP 3 anh em ơi. Okuno không phải đâu. Thực ra ông top 3 ở đây là cái ông mình đang nói là ông VIP 12 này, này là VIP 4 này. VIP 4 chơi tím điện vậy này. Okuno là cái ông khác nha. Okuno là ông top 1. Ông tự dưng ở đây ngoài ra mấy ông bảng xếp hạng điểm VIP 12 top 1 Okuno. Ồ. Chiến lực. Ủa. Ino VIP 6. Ghê gớm thật. Nên tính ra bạn Sơn của chúng ta đứng top tôi bị kinh anh em. Lên server thì sao nào? Lên server thì cũng 200. Cũng thuộc dạng có máu mặt đấy anh em ơi. Ghê quá, ghê quá. Ghê. Mình đã xem cái team điện. Team điện đánh sát thương bot bây giờ bao nhiêu sát thương rồi. Mình đánh bây giờ mới chỉ được gần 900 thôi. Bạn ấy đánh ui lên 1 triệu rồi anh em ạ. Ăn full quà các ngày rồi. Xếp hạng 29 này. Team điện nó vẫn đúng là sinh ra để cho nông dân rồi. Chúng ta cứ phải khởi đầu từ team điện anh em. Cứ phải khởi đầu từ team điện sau nó mới kiếm được nhiều tài nguyên ấy. Xong mới đẩy sang những team khác. Con này bản năng flash cũng chỉ level 1 thôi nhưng mà vẫn rất là mạnh. Pika bản năng flash level 2 này. Ghê gớm quá anh em ơi. Trông rất là đơn giản nhưng mà lại cực kỳ xịn sò. Lai chù một đống. Duck build. Chiến lược to. Xem bạn ấy build như nào nhá. Thiên phú 3 1 2 3 1. Cái này chưa cộng TM. Phá thủ trầm châu. Hơ item. Rồi Pika. Dồn cho hai con. Đủ cho hai con hai set. Sắt muối vết thương. Tăng sao. Pika level 7. Đấy, mấy con chủ lực của bạn ấy. Giáp đốt 80. Hơ item. Sắt muối vết thương tăng sao. Skill kỹ năng. Đấy, trông rất là đơn giản thôi mà hiệu quả. 8 này, 8 này, 8 này, 4 con 8 sao này. Mew này. Đây, 9k này, Mew hồi máu nhiều này. Đấy, anh em nhìn thấy xịn sò không? Dồn chiến lực đã hay rồi lại còn roll may nữa thì này chết anh em ạ. Mạnh nhất Việt Nam VIP 0 rồi. Anh em nào có cái nick VIP 0 nào mạnh hơn thì có thể comment dưới video nha. Địch dã man. À xem bạn ấy lên được đảo 3 chưa. Chưa cần lên đảo 3 mà đã mạnh mẽ này rồi. Chưa còn lên đỏ 3 luôn anh em ạ.
Ghê gớm thật sự. Nhưng mà dồn chiến lược bắt được nhiều Pokemon nhỉ. Chủ yếu là trước mình soi mình thấy bạn ấy mua bóng nhiều này anh em này. Bạn ấy đi mua bóng nhiều, bạn ấy bắt Pokemon ấy. Lần này là mua mấy cái thiên phú này. Được quà nhiều, Ron Mixu su màu lại ra được nhiều con ngon thế. Kim cương vẫn còn một tá luôn. Hết rồi. Nên thôi anh em ơi, chắc là cái clip của mình cũng dừng lại tại đây thôi. Đấy, anh em cứ cày chay đi, cứ cày chay build chuẩn đi. Cứ khởi đầu bắt đầu từ team điện hoặc là team nước, tùy team nước hoặc là team nhưng khả năng team điện nó sẽ có nhiều copy nhất trong shop, nó có nhiều copy nhất. Team điện, team hỏa nó sẽ có nhiều copy ở trong shop nhất này, dễ chơi. Mình chưa thấy anh em nào chơi team hỏa nha, chứ mình thấy khả năng team hỏa cũng dễ chơi anh em. Team hỏa con Ho-Oh miễn phí này, con Charizard X cũng miễn phí ở trong cái shop dũng sĩ. Cái shop dũng sĩ này điểm kiếm rất là nhiều nha. Đấy, mình chưa thấy anh em nào build team hỏa đâu. Team hỏa chắc cũng mạnh đấy, rút máu cho thời gian mà. Đấy, nếu mà có khả năng anh em nào mà chơi team hỏa thì cho mình bữa app mình review nha. Nhưng mà riêng cái con app VIP không mà chiến lược to như này thì lần đầu tiên mình thấy server Việt Nam luôn. Anh em nào có thể tự tin là mình mạnh hơn bạn Sơn thì có thể comment dưới video nha. Còn bây giờ thì bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.